Trong video này mình sẽ trả lời bình luận của các bạn phần số 53 ha Và những cái video liên quan á, các bạn có thể tham khảo mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiền theo dõi nha Đến với bình luận đầu tiên là của bạn Vuốt Hung Tàn Nokia C300 hiện tại còn kết nối wifi được không anh? Là hiện tại Nokia C300 vẫn kết nối được wifi ha Nhưng mà chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào thiết bị này Bởi vì nó cũng không còn làm được gì nhiều đâu các bạn cũng không thể nào mà nghe nhạc online cũng không thể nào mà xem YouTube được ha mà cái kết nối Wi-Fi này chỉ có thể là chơi được game online thôi và hiện tại thiết bị nokia C300 thì các bạn có ý định mua thì mình khuyên là không nên mua tại vì nó không có trang bị kết nối 3G ha, nó chỉ có 2G thôi. Lỡ mà Việt Nam mình ngắt mạng 2G thì có khả năng nó sẽ không sử dụng được. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Giang Hồ máy em mua bảo hành còn 11 tháng có yên tâm hôn anh là rất là yên tâm ha đầu tiên là về cái việc mà số tháng bảo hành còn nhiều á, thì tức là người ta chưa có sử dụng nhiều thì binh thì nó cũng còn nhiều nè ví dụ như hết bảo hành một tháng thì binh cho giỏi lắm thì chỉ sạc dùng được có 30 ngày thì binh còn rất là ok và hình thức máy này kia cái gì nó cũng còn ổn hết và lỡ xảy ra sự cố hỏng hóc thì chúng ta còn đến 11 tháng bảo hành chính hãng là hình thức sản phẩm này thì rất ok nhưng mà cũng phải lưu ý là dù còn bao nhiêu tháng bảo hành thì cái khả năng phát sinh lỗi thì nó cũng mà có thể xảy ra ví dụ những chiếc điện thoại có thể là xài hết bảo hành từ lâu nó cũng không có lỗi mà một số cái điện thoại vừa khui hợp ra đã phát sinh lỗi rồi nhưng mà cái việc mà còn nhiều tháng bảo hành thì nó giúp cho chúng ta yên tâm hơn về cái việc mà lỡ bị lỗi thì cũng được bảo hành Bình luận tiếp theo là của bạn Chí Dũng Anh ơi tại sao em gửi Bluetooth hay cắm vào máy tính để chép game Java không được vậy anh nhỉ Thì không biết là em sử dụng cái thiết bị nào để gửi Bluetooth ha Ví dụ như những thiết bị Nokia cổ để gửi Bluetooth với nhau Hay là gửi những cái game mà em đã tải từ smartphone Android qua các thiết bị Nokia cổ ha Tại vì đối với những thiết bị Nokia cổ thì cái Java chính là cái định dạng cài đặt của nó là nó được bảo vệ ha, nó không cho chúng ta gửi qua bluetooth đâu. Chỉ có Android mới gửi những cái file Java qua những thiết bị Nokia cổ được. Còn cái việc mà chúng ta tải game Java về máy tính rồi chép qua những thiết bị Nokia cổ thì nó rất là đơn giản, rất là bình thường ha, chỉ cần cắm cáp và có kết nối thì nó sẽ hiện cái bộ nhớ lên là chúng ta copy qua được. Cái trường hợp mà copy không được thì anh chưa gặp ha. Thì không biết nó có báo lỗi gì không thì em có thể bình luận chi tiết hơn về cái trường hợp này. Bình luận tiếp theo là của bạn cương edit add cho hỏi là điện thoại nào có bàn phím T9 xem được YouTube, có Facebook, có Wi-Fi, cài được game Java không vậy? Thì hiện tại là có nha. Đó là em có thể chọn những chiếc điện thoại bàn phím T9 của Xiaomi, sau đó thì cài cái phần mềm giả lập để chơi game Java trên cái chiếc điện thoại đó ha. Anh có làm một số cái video mà cài phần mềm giả lập trên điện thoại Android thì em có thể xem lại. Những tính năng này là ngày xưa những chiếc điện thoại Nokia là hầu như là có ha. Ví dụ như chiếc những cái chiếc mà chạy CBN thì nó có thể xem được YouTube nè, rồi nó có thể có Facebook nè, rồi có Wi-Fi và cài được game Java. Nhưng mà hiện tại thì nó cài được game Java nhưng mà nó không thể nào mà xem YouTube được rồi. Còn những cái chiếc mà KaiOS thì nó sẽ có Wi-Fi, nó sẽ có YouTube, nó sẽ có Facebook nhưng lại không cài được game Java. Đó, cho nên hiện tại cái giải pháp duy nhất là những chiếc điện thoại bàn phím T9 dài hệ điều hành Android của Xiaomi thôi. Bình luận tiếp theo là của bạn Black Đỗ. Chào bạn. Giờ mình muốn mua full bộ vỏ Nokia N79 thì mua ở đâu ạ? À? Cảm ơn bạn rất nhiều. Thì mình thấy là bạn Black Đỗ này đã đặt rất là nhiều những cái bình luận tương tự như vậy rồi ha. Thì à, rõ ràng thì Nokia N79 mà muốn mua full bộ vỏ thì hiện tại thì rất là khó ha. Chắc chỉ có thể mua được vỏ lô thôi. Còn mà vỏ riêng của Nokia mà full bộ vỏ mà đẹp nữa thì chắc không có Tại vì cái vỏ của Nokia N79 thì nó cũng đặc biệt Ngày xưa thì Nokia N79 bán ra thì nó sẽ kèm theo một vài cái nắp lưng ha Ví dụ như màu đỏ, màu xanh chẳng hạn Mà trên cái nắp lưng này có thể nó tích hợp một cái con chip gì đó nó có chấu tiếp xúc á, khi mà các bạn gắn cái nắp lưng vào cái thân máy thì tự động cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ kích hoạt cái chủ đề có cái màu sắc tương ứng với lại cái nắp lưng mà được gắn vào ha với cái tính năng này thì Nokia N79 còn được gọi với cái tên gọi là tắc kè hoa của thế giới smartphone vào thời điểm nó ra mắt và hiện tại mình đã tham khảo trên một số trang thương mại điện tử thì không tìm thấy nơi nào bán full vỏ của Nokia N79 nhưng mà bạn nào có nhu cầu bán cái full bộ vỏ của Nokia N79 hoặc là biết cái nơi bán thì có thể liên hệ với bạn Black Đổ này nha đến với bình luận tiếp theo là của bạn Radbuta Turao em dùng sạc Xiaomi sạc nhanh được cho Samsung à cái này cũng là cái chuyện bình thường thôi ha tại vì một chiếc smartphone hiện tại nó sẽ trang bị nhiều cái chữ sạc nhanh khác nhau ví dụ như là quýt chạc của qua Chrome nè rồi à, một số chữ nói chung là đại loại là à, chỉ có cái Oppo thôi VOC thì nó hơi kén cái sạc nhanh, ví dụ như hãng khác sạc cho nó thì không sạc nhanh được, hoặc là sạc nhanh của nó sạc cho cái hãng khác thì không được. Còn gần như mình thấy là đa số những cái hãng khác ví dụ như là LG, Samsung hay là Xiaomi đều sử dụng các cái chuẩn sạc nhanh Quick Charge và một số chuẩn sạc nhanh khác rất là phổ biến ha. Bình luận tiếp theo là của bạn nông dân hiện đại có cách nào cài Android cho máy Nokia E72 được không? Em mê quá mà tiếc quá rất tiếc là hiện tại không có cái phương pháp nào để cài đặt hệ điều hành Android lên cái thiết bị Nokia ở 72 ha Ví dụ như Nokia N9 nè và Nokia N900 thì sẽ có những cái phương pháp để cài Android lên nhưng mà hiện tại thì những cái phiên bản đó cũng là những cái phiên bản Android cũ rồi cài lên cũng không làm được gì, chủ yếu là để dọc thôi ha. Còn a 72 đặt trường hợp có cái phương pháp mà để cài Android được lên nó thì với cái cấu hình mà chip 600 RAM mà 128 như nó thì cũng không thể nào mà gánh nổi đâu. Và có thể là sử dụng nó đem lại cái cảm giác tệ hơn là hệ điều hành CPN ở 60 nữa. Cho nên là cái giải pháp này là không khả thi nha bình luận tiếp theo là của bạn Linh Nguyễn Khánh chú ơi cho cháu hỏi có một loại C201 này mới có 3G ạ à? hay còn loại như thế không có 3G ạ à? thì Nokia C201 thì chỉ có một loại duy nhất này là có 3G thôi ha còn những cái loại C2 khác ví dụ như C200 thì cái thiết kế nó khác rồi mình nhìn cái là mình biết rồi ha nó không có 3G và cái tên gọi nó cũng khác nữa tại vì thường cái dòng C này nó sẽ in cái tên trực tiếp lên vỏ luôn cho nên là chúng ta không thể nào mà bị nhầm lẫn giữa thiết bị này qua thiết bị khác được ha. Bình luận tiếp theo của bạn BGHH chân ngã E52 bật đèn binh nhấn giữ phím sao được không bạn? Là không ha. Ở 52 chúng ta sẽ không có cái tính năng đèn binh được tích hợp sẵn trên bàn phím đâu. À, ví dụ như các bạn để ý là những cái chiếc Nokia mà có đèn pin tích hợp sẵn thì nó sẽ có cái biểu tượng hình đèn pin thường ở cái phím trống ha phím trắng quá còn à, nếu cái trường hợp mà e 52 này thì các bạn có thể hát phone trực tiếp mình đã làm những cái video tương tự như vậy rồi bạn quan tâm bạn có thể xem lại những cái video đó và cài cái phần mềm đèn lát lên sau đó chúng ta có thể gán vào những cái phím nào đó mà để bật lên một cách nhanh nhất ha thì rất là tiện luôn bình luận tiếp theo là của bạn game minh thốn tính ra nó chạy mượt hơn cả S60 đấy chứ Tức là bạn đang nói về cái hệ hình KOS trên cái chiếc ITEL IT9200 Thực tế nếu mà xài những tác dụng bình thường thì nó không thể nào mà mượt hơn được cái S60 ở trên các thiết bị Nokia cổ được đâu bạn Mặc dù là cấu hình của nó cao hơn đó nha Sử dụng thì đa số nó lát ngay cả cái tính năng cơ bản nhất là danh bạ thì nó cũng đem lại cái cảm giác lát thôi Nhưng mà cái được của cái hệ điều hành KOS này chính là nó cái trải nghiệm về web của nó thì rất là mạnh ha. Ví dụ như là cái trình duyệt mặc định của nó các bạn có thể truy cập uh, những cái trang web mà xem video trực tuyến mà nhưng mà nó màn hình nó nhỏ và cái thao tác nó cũng chậm cho nên là trải nghiệm cũng không tốt lắm.